Wow, nhìn nào các bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều những con khủng long đa dạng và đầy màu sắc khác nhau luôn. Và đặc biệt hơn là những con khủng long này đang bị mắc kẹt ở trong một cái dung dịch có màu xanh lá cây này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem nha. Một màu xanh lá cây rất là đẹp, nhưng mà không biết bằng một cách nào đó thì những con khủng long này không thể nào thoát ra được. Bây giờ mình sẽ cố gắng giải cứu một con khủng long lên cho các bạn cùng xem nha. Wow, mặc dù nhấc lên được rồi nhưng con khủng long này trông rất là dơ bởi vì nó bị dính rất là nhiều màu. Ok, nhưng tất cả không sao cả, bởi vì mình đã có chuẩn bị một thau nước rất là sạch ở đây. Wow, bây giờ mình sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, con khủng long đầu tiên mình bắt ra được đó là Vastatosaurus. Đây là một con khủng long ăn thịt rất là to. Nó có một hàm răng chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Cơ thể của nó to lớn săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Wow, một con khủng long rất là đẹp đúng không nào? Mình sẽ tạm thời bỏ con khủng long của mình vào trong cái rổ như vậy nha. Và tiếp tục đến với những con khủng long tiếp theo nào. Oh my god, lại thêm một con khủng long rất là to lớn nữa nè các bạn ơi. Wow, Brontosaurus là một con khủng long ăn cỏ cổ dài, di chuyển bằng cả bốn chân. Cơ thể của nó rất là to lớn và siêu nặng luôn. Brontosaurus. Wow, có vẻ như mình không để thừa được quy luật các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ có gì nữa nào? Chúng ta có con khủng long Velociraptor, một con khủng long ăn thịt màu xanh lá cây. Nó di chuyển chỉ bằng hai chân thôi. Rồi đây là con khủng long Indoraptor. Nó có rất là nhiều màu sắc sặc sỡ ở trên lưng, ăn thịt và di chuyển bằng bốn chân. Ngoài ra thì nhìn từ xa mình cảm thấy nó rất giống một con chuột. Không biết đây có phải tổ tiên của loài chuột không? Nếu biết thì các bạn hãy để lại ở phía dưới phần bình luận cho mình cùng biết với nha. Quay trở lại với việc giải cứu những con khủng long bị mắc kẹt ở trong một thau nước có dung dịch màu xanh lá cây này. Chúng ta có một con khủng long màu đỏ, đây là Pentakeratops, thuộc họ khủng long ba sừng, ăn cỏ và di chuyển bằng cả bốn chân. Trên tay của mình đây là Megalodon, một con cá mập khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Khi trưởng thành nó có thể dài tới 18,2 mét và nặng lên tới 60 tấn luôn đó nha. Một con khủng long Saichania, một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Cơ thể của nó khá là tròn trịa, trên lưng còn có rất là nhiều những chiếc gai to lớn và sắc nhọn.
được đây là con khủng long gì không nào? Đúng rồi, đây là Dinoposaurus, một con thằn lằn hai màu, ăn thịt và di chuyển bằng hai chân. Khi trưởng thành nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg luôn đó nha. Wow, còn đây là con khủng long gì nào? Bây giờ mình sẽ rửa nó thật là sạch nha. Wow, các bạn đoán thử xem đây là con khủng long gì nào? Canosaurus, một con khủng long ăn cỏ. Ở đây là một con khủng long ăn thịt nha. Trên lưng của nó có rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn chạy dài từ đầu cho tới đuôi. Đặc biệt hơn, trên đầu của nó còn có hai cái sừng rất là to lớn và sắc nhọn. Canosaurus. Wow, mình có thể nhìn xuyên qua vùng nước màu xanh này và nhìn thấy có một con khủng long rất là to. Đây là Stegosaurus, một con khủng long ăn cỏ. Ở trên lưng của nó có rất là nhiều những chiếc gai to lớn và còn có màu sắc, trông nó rất là phong trình, nổi bật và đẹp mắt. Ngoài ra mình còn nhìn thấy phía dưới còn có rất là nhiều những con khủng long nhỏ và đầy màu sắc luôn. Đầu tiên chúng ta có là một con khủng long Parasaurolophus, một con khủng long màu kiếm. Nó có màu hồng ở phía trên lưng và màu vàng ở phần bụng. Tiếp theo là Styracosaurus, thuộc họ khủng long ba sừng màu xanh lá cây. Và phía dưới mình thấy còn rất là nhiều, cho nên mình xé một lúc và bốc hết tất cả những con khủng long này lên luôn. Sau đó bỏ qua thau bên này và rửa cho nó không phải xong. Và bây giờ chúng ta có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau ở đây. Các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở trên bàn tay của mình nào? Hãy để lại dưới phần bình luận cho mình cùng biết với nha. Đây sẽ là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất đa dạng các con khủng long và đầy màu sắc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.